Trung Tấn Ngọc và hiện đang học tại trường Trung học phổ thông Phan Như Trinh tại thành phố Đà Nẵng. Sắp tới thì em sẽ đi du học tại trường đại học Alabama tại Mỹ, và tại đó thì em đã nhận được học bổng khoảng hơn 80% học phí, và em định theo học ngành biology. Lời khuyên thì đầu tiên em nghĩ là nên chuẩn bị từ sớm, bởi vì là như em nói thì đi học Mỹ thì rất là khó khăn, mỗi trường yêu cầu khác nhau, và để đạt được học bổng cao thì cần phải chuẩn bị nhiều hơn nữa. Cụ thể thì em thấy là các loại học bổng đều yêu cầu là điểm GPA cao, có chứng chỉ IELTS, SAT, cũng như là phải tham gia các loại hoạt động ngoại khóa, và những cái này thì cũng không thể chuẩn bị như vòng 1-2 năm được. Em nghĩ là bắt đầu càng sớm thì lợi thế càng sớm. Về hành trình chuẩn bị đi du học của em thì ban đầu thì em thấy rất là khó khăn, bởi vì là em không biết phải bắt đầu từ đâu cả, được thông tin quá là lớn. Thế là sau khi em đến IDP thì các chị đã giúp em là định hướng lại cho em một số các trường phù hợp với nguyện vọng của em. IDP còn giúp em là chuẩn bị để phỏng vấn xin visa, và em thấy là các cuộc tư vấn của IDP đã giúp em rất là nhiều và tiết kiệm rất nhiều thời gian trong quá trình này.